Dimensity 9000 là chip điện thoại thông minh đầu tiên được chế tạo bằng quy trình 4 nanomet và là chip đầu tiên sử dụng lõi ARM Cortex-X2 dựa trên kiến trúc ARM V9 được công bố gần đây. ARM Cortex-X2 chạy ở tốc độ lên đến 3,05 GHz và được kết hợp bởi 3 lõi Cortex A712,85 GHz và 4 lõi Cortex A510. Đối với đồ họa, Dimensity 9000 là thiết bị đầu tiên sử dụng bộ xử lý đồ họa GPU Mali J710 của ARM và bộ xử lý AI APU của MediaTek đã được nâng cấp với 4 lõi hiệu suất và 2 lõi linh hoạt. Ngoài ra, Dimensity 9000 sẽ có tổng bộ nhớ đệm 14 MB, tương đương với chipset cấp PC nhưng trong điện thoại thông minh. Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh ISP 18-bit sẽ có thể hỗ trợ máy ảnh lên đến 320 MP và quay video độ phân giải 4K với HDR trên 3 máy ảnh cùng một lúc. GPU sẽ hỗ trợ Ray Tracing sẵn sàng khi các studio game giới thiệu công nghệ đồ họa tiên tiến vào các trò chơi di động và nó cũng sẽ hỗ trợ màn hình có tốc độ làm tươi lên đến 180Hz. Về mặt kết nối, Dimensity 9000 là thiết bị đầu tiên có Bluetooth 5.3 và với modem 5 giờ hoạt động trên tiêu chuẩn 3GPP Release 16 mới nhất. Xây dựng chip, những lợi ích mà một con chip điện thoại thông minh được chế tạo bằng quy trình 4 nanomet sẽ mang lại cho chúng ta những lợi ích gì với tư cách là người dùng điện thoại? Và nó có bao nhiêu bước tiến so với những gì chúng ta hiện có? Trừ khi bạn am hiểu sâu sắc về thế giới chất bán dẫn. Lợi ích của việc sở hữu một chiếc điện thoại có chip được xây dựng trên quy trình 4 nanomet có lẽ sẽ không quá rõ ràng. Ở bên cạnh TSMC, xưởng đúc sản xuất chip ở Đài Loan sẽ giúp ích vì nó đòi hỏi sự hợp tác rất chặt chẽ. Chip 7 nanomet là một điểm nhấn chính cho TSMC và chip 6 nanomet tận dụng cùng quy trình đó, nhưng mang lại lợi thế ở kích thước nhỏ hơn một chút và tiêu thụ điện năng tốt hơn một chút. 5 nanomet cũng tương tự như vậy và có rất nhiều công nghệ được chia sẻ giữa quy trình 5 và 4 nanomet. Nhưng 4 nanomet mang lại một số lợi thế về sức mạnh và tốc độ và chúng tôi đang ở trên bờ vực của điều đó. Điều này sẽ có ý nghĩa gì đối với điện thoại được cung cấp bởi Dimensity 9000? Con chip 4 nanomet hoàn chỉnh với tất cả những cải tiến của nó mạnh hơn các bộ xử lý điện thoại hàng đầu hiện có và cũng sẽ tiết kiệm điện hơn. Bởi vì đây là lần đầu tiên sử dụng ARM Cortex-X2. Nó hiện chỉ có thể được so sánh với các chip với Cortex-X1, trong đó MediaTek ước tính hiệu suất tăng 35% và mức hiệu suất năng lượng cũng như hiệu suất đồ họa tương tự. Quyết định đầu tư vào bộ nhớ đệm cao hơn cũng sẽ có lợi, với kỳ vọng rằng nó sẽ tăng hiệu suất lên 7% và giảm băng thông để tiêu thụ điện năng hiệu quả hơn. Sự ra mắt của Dimensity 9000 lặp lại một điểm quan trọng trong lịch sử gần đây của MediaTek. Khi giới thiệu Dimensity 1000 và cam kết 5 giờ vào năm 2019, họ đã làm như vậy với tốc độ ổn định. Ban đầu phát hành điện thoại với chip này ở Trung Quốc và các thị trường mà MediaTek đã có sự hiện diện mạnh mẽ. Các phiên bản sau của con chip này sau đó được tung ra thị trường toàn cầu với các điện thoại như OnePlus Nord 2. Đối với nền tảng này, chúng tôi kỳ vọng Trung Quốc và một số thị trường mà các OEM Trung Quốc xuất xưởng trên toàn cầu sẽ là không gian thống trị. Nó không hỗ trợ MUI, vì vậy nó không thực sự dành cho thị trường cao cấp của Mỹ. Chúng tôi sẽ có MUI sắp ra mắt nhưng nó đang ở mức thấp hơn. Các đối tác lớn của MediaTek hiện đang phát triển điện thoại thông minh với Dimensity 9000 bên trong và công ty dự kiến những thiết bị đầu tiên sẽ được công bố và sau đó sẽ xuất xưởng vào khoảng tháng 3 năm 2022. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!